Mùa xuân là Tết trồng cây, cũng là mùa để mà sửa lan các bạn ạ. Rất là nhiều việc, khối lượng công việc phải nói là khủng khiếp luôn. Thì bây giờ tôi sẽ làm lần lượt. Tôi có một cái kinh nghiệm trong cái việc giải quyết bế tắc. Đấy là khi mà mình rối quá, mình không biết phải làm gì, quá nhiều việc để làm, thì cứ làm từ từ từng việc một. Việc gì mà nó quan trọng nhất, khó làm nhất thì làm trước. Nha, không phải giống như một số người đấy là cứ chọn việc dễ làm trước, tôi cứ chọn việc khó tôi làm trước. Việc dễ tự nhiên là có khi chẳng cần phải giải quyết, tự nó xong. Thì ở đây á là tôi có 3 chậu giả hạc hồng minh châu. 3 chậu bữa nay rêu mọc xanh rì luôn. Thì bây giờ mình sẽ phải làm gì với 3 cái chậu này? Thì trước khi mà làm ấy thì tôi chia sẻ với các bạn như này, 3 cái chậu này thật ra nó không phải lan của tôi. Năm ngoái tôi có quay 2 cái video clip về về 3 cái chậu này. Rất là chi tiết. Gọi là nó như một nó lúc mà mình mang về nó chán lắm kìa. Đây để tôi mở lại clip cho các bạn coi nhé. Nguyễn Ngọc Hà chăm lan thuê 3 chậu hồng minh châu. Đấy, đây. Kích đẻ nối 3 chậu hồng minh châu này. Rồi chăm thuê 3 chậu hồng minh châu này 6 tháng trước này. Đó. 14 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2021. Có hai đây, chậu Minh Châu các bạn ạ, Minh Châu này. Lần mình tưới là đều rất là đẫm. Thì nói chung Cái là gì đó luôn. Đây các bạn xem này. Đấy, ra được cái rễ nào nó hỏng cái rễ đó. Thế thì bây giờ rễ nó đã hỏng như vậy rồi mà lại còn mọc thêm một cái mầm lại còn nhú ra nữa như vậy thì cũng chẳng có. cái này nó là cái này này các bạn, đây này, đây đó, bây giờ nó béo ú này các bạn, đấy này còn mọc thêm 2 cái kỳ nữa, thế mới sướng chứ. Thì cái quá trình mà phục hồi lại cái cây nó có như ngáp ngoải như vậy ấy, rồi đẻ nối đây này cây nhá, đây cây bé tẹo như này mà làm cho đẻ nối thì nó đẻ nối đây các bạn nhìn này, đẻ nối được cái hòn bi này, 1 2 hòn bi này. Để nối bên này được 1 hòn bi nữa này. Đó. Để nối bên này được thêm 3 cm này và 1 hòn bi. Như vậy nó ngon quá rồi gì nữa. Hồng Minh Châu mà mình làm 1 năm nó đẻ 2 lứa. Mà nó lời ra thêm được 4 sen này. 5 sen này. 6 sen này. 7 sen. Thì các bạn tưởng tượng đi, lúc mà đó nó đắt kinh khủng luôn. Một cái kỳ 7 sen là mấy trăm triệu. Đấy. Bây giờ thì không được như thế, nhưng mà ít ra thì nó có 2 bộ rễ. Nhưng đến thời điểm hiện tại ấy, là bắt buộc phải thay giá thể. Và nếu được thì nên thay chậu. Hoặc là phải dặm phân. Vì nó mọc mầm rồi nhé các bạn nhé, nảy mầm rồi nhé. Nếu bây giờ mình không cho phân vào ấy, rất là dễ cây nó sẽ bị thiếu chất hoặc là nó sẽ bị úng. Tại vì giá thể đã mục. Thì bây giờ mình sẽ làm gì? Thì tôi sẽ mang 3 cái chậu này ra ngoài kia để triển khai. Bước 1 ý là gấp rêu bớt ra ngoài. Xả bớt rêu đi. Để tí nữa mình lấy vòi nước xịt. Nó sẽ trôi bớt giá thể. Cái này làm nhẹ nhàng một chút để tránh cái tình trạng đứt rễ nha các bạn. Tôi sợ có một số những cái rễ lan nó mọc. Đây là một công việc khá là tỉ mỉ. Tẩn mẩn. Mất thời gian đấy. Không nhanh được nha các bạn. Cái này nôn nóng là hỏng hỏng việc đấy. Đấy, rễ này. Đẹp chưa?
Dễ trắng tinh luôn. Dễ nó bám lên thành chậu này các bạn. Đây này. Bên này có một sợi này. Thì tôi sẽ cứ làm nhẹ nhàng như vậy cho cả ba chậu này. Sau khi gấp rêu ra, nó lộ ra 20-10-10, lộ ra ben 01 này các bạn này. Vẫn còn cứng cả viên nha, nhưng mà hết chất rồi. Bây giờ tôi sẽ xả đi, xả đi để thay vào một cái loại khác, thay giá thể khác, thay phân khác vào đây. Đấy, bây giờ xả nước nha các bạn. Xả nhẹ thôi, để cho nó trôi giá thể cũ đi. Rất là tốn nước đấy. New Jitaki, giá thể Phong Lan. Cái bịch này là 42 lít. Đây là một cái loại giá thể cao cấp, chuyên để dùng cho ki và cho kiếm. Đây, tôi múc ra một bát này các bạn này. Cái này nó là một cái sự phối trộn rất là tuyệt vời của vỏ thông vụn, đá bọt. Cái này là vỏ lạc đốt tồn tính, nó thành than, dớn vụn. Bây giờ tôi sẽ cho một lớp vào đây. Cái này thì không cần là phải xử lý gì luôn, cứ thế mà dùng thôi các bạn nhé. Thoải mái đi, vô tư đi. Đó, bóc cho đây. Thôi đi, im đi, cho người ta làm việc. Sau khi mà mình cho cái New Jitaki vào đây thì mình sẽ cho một lớp Ben 01 vào trong này. Viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn. Đây là cái hộp 1 cân này. Còn đây là cái loại mà ở bao, trong bao 25 cân. Thì tôi đổ ra chậu này dùng cho nó tiện. Hạn chế cái tình trạng ném thẳng phân lên đầu rễ nha các bạn. Cho phân ở những cái chỗ mà nó không chạm vào rễ đó. Thì cái rễ nó mới không bị hỏng. Chứ ném trực tiếp phân lên rễ là rất là dễ bị hỏng nha các bạn. Hỏng dễ đó. Đấy, một chậu thì chừng này phân. Sau đó là thêm một cái ít. Cái 20-10-10 phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc. Thì tất cả những cái thứ này tôi đều mua ở dụng cụ cây cảnh.com. Các bạn nên dụng cụ cây cảnh.com đặt online nha. Kể cả New Jitaki cũng vậy, mua ở dụng cụ cây cảnh.com. Đây, 20-10-10 này, bón đây một ít thôi. Vậy thôi. Như vậy là rất là hợp lý nhá. Ít thôi, đừng nhiều quá. Rồi,
Sau khi mình cho đủ phân lên đây rồi thì mình sẽ đổ cái tiếp tục đổ cái Nijutaki lên, lấp bỏ cái phân này đi. Như vậy là sẽ xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mang đi tưới thật đẫm là được. Nhanh đúng không các bạn? Rất là nhanh, rất là tiện luôn. Bây giờ phải tưới thật là đẫm các bạn nhé. Dĩ nhiên là tôi chỉ dám tưới bằng cái vòi hoa sen này thôi, chứ không dám tưới bằng vòi lớn. Nó sẽ trôi đi mất, ảnh hưởng rất là lớn đến mầm, đến bộ rễ và đến giá thể. Nó rất là lộn xộn, nó sẽ bừa bộn ra. Có một nguyên tắc rất là quan trọng trong cái việc bón phân cho lan. Đấy là thay vì một lần bón thật nhiều thì mình cứ chia ra 2 tháng một lần hoặc là 3 tháng một lần, mỗi lần bón một ít thôi, mười mấy viên thôi. Đừng bón nhiều một lần, cây nó sẽ bị sốc. Chia ra bón làm nhiều lần, cây sẽ đẹp hơn, tốt hơn, khỏe hơn, đỡ bị sốc và an toàn hơn. Cái vấn đề thứ hai ấy, đấy là nếu mình không bón phân ấy, thì mình tưới thế nào cũng được. Đôi khi nước chỉ lướt lướt qua một cái thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà đã bón phân á, thì phải tưới đẫm. Mỗi lần tưới đều phải đẫm để rửa phân dư thừa tồn đọng ở trong chậu đi. Tại vì phân tan chậm, nó thôi chất dinh dưỡng ở bên trong viên phân ra, phụ thuộc vào nhiệt độ chứ không phụ thuộc vào độ ẩm. Thành ra là độ ẩm như thế nào thì phân nó vẫn cứ thôi ra, dinh dưỡng từ bên trong viên phân nó vẫn chảy ra. Đó, cho nên là mình phải rửa đi các bạn nhé. Không có là nó sẽ cứ thôi ra rồi nó đọng ở trong giá thể, thế là nó dư thôi. Cây nó sẽ bị thừa phân, bội thực, ngộ độc và cháy. Đấy. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2022. Thì đến ngày 23 tháng 4, 23 tháng 5, 23 tháng 6, tầm đến ngày 20 tháng 6, mình lại bón thêm một lần nữa. Lại cho men 01 và 20-10-10 vào trong chậu là được. Hai mươi ba tháng sáu, 23 tháng 7, tháng 8, tháng 9, 23 tháng 9 lại bón một lần nữa là xong. Như vậy là xong một năm. Còn nếu mà mình bón mà mình cảm giác như là cái chậu nó quá đầy thì mình lại nghiêng chậu xả nước đi, giống như vậy là được. Rất là đơn giản, đừng làm tổn thương đến rễ. Cũng không cần thiết là phải cho ra chậu quá to đâu các bạn ạ. Chậu nhỏ như vậy thôi là vừa rồi. Chậu to cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu. Miễn là giá thể sạch, nước sạch, không khí sạch, đủ nắng, thoáng là cây lan sẽ lên đẹp. Còn nếu mà mình kiểm tra mà thấy có sên thì mình giải bả sên. Nếu kiểm tra mà thấy có bọ trĩ thì phun thuốc bọ trĩ. Còn nếu không thấy sên, không thấy bọ trĩ thì thôi. Không nhất định là cứ phải giải bả sên hay là phun thuốc diệt côn trùng. Chừng nào mình nhìn thấy ấy, ban đêm mình đi kiểm tra mình nhìn thấy thì mình hãy diệt. Còn không thấy thì thôi nhé. Đôi khi chúng ta cứ lo lắng quá, lo con bò trắng răng không ạ. Đấy, ở đây thì có hai cái ki này các bạn. Thì cây to kia có hai cái ki. Thì đợi chừng nào mà rễ của ki nó dài khoảng tầm 3 cm, 2 đến 3 đến 4 cm, thì mình tách cái ki ra, mình trồng riêng vào chậu khác. Sau khi mà tưới xong thì mang ra ngoài giàn rồi để ở cái chỗ vừa nãy. Mình lấy cái chậu này ra để đúng cái vị trí đấy là được. Đơn giản như vậy thôi. Xong rồi các bạn ạ. Tôi lại để về vị trí cũ rồi. Quá trình chuyển đổi giá thể, thay giá thể, dặm phân, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và trong suốt quá trình này đạt một nguyên tắc, đó là không làm hỏng một cái rễ nào cả. Không cắt một cái rễ còn tồn tại, còn sạch sẽ, còn hoạt động.
không cắt bất cứ một cái rễ nào đang còn hoạt động nào cả. Giá thể được bổ sung vào và sau đó mình tưới thật là đẫm. Hôm nay ngoài 3 chậu Hồng Minh Châu thì tôi còn thay cho cả một cái chậu Phan Trí, rồi chậu vàng Tây Ninh và rất là nhiều những cái chậu lan khác mà ngày hôm qua tôi triển khai, tôi trồng lại. Từ vị hoàng đến vàng Tây Ninh, cho đến kiếm lá sọc phát tài, cho đến là xanh Huế. Đến mùa rồi các bạn ạ, phải làm thôi, phải thay thôi. Nếu mà đợi thêm một vài tháng nữa thì cũng được đấy, nhưng mà nó sẽ hơi muộn một chút. Dù sao đi chăng nữa thì mình làm đúng vụ, đúng mùa, đúng lúc thì nó vẫn tốt hơn. Ngày mai có lẽ là tôi sẽ triển khai một số những chậu chí này. Đây có 4 chậu chí phải xiển này. Ở bên trong này có chậu vị hoàng nữa, cũng phải làm luôn này. Ở kia có chậu vị hoàng và chậu của vị hoàng, hai chậu vị hoàng kia tôi đã làm hôm kia rồi. Rất đẹp đúng không các bạn? Sạch sẽ gọn gàng. Đấy. Thì các bạn mùa này các bạn nên làm đi. Các bạn thấy xem được clip này thì các bạn nên triển khai đi, kể cả giả hạc, kể cả kiếm, hoặc là bất cứ một loại lan gì khác, chúng ta nên làm đi. Khi mà giá thể nó đóng rong rêu, nó đã mục rồi, thì cứ mạnh mẽ mà nghiêng chậu, xả nước, sau đó thì dặm Niujitaki vào, rồi cho một ít Ben01 vào, một ít 20-10-10 vào. Nhưng mà các bạn nhớ nhé, phải đảm bảo được tiêu chí là giá thể sạch, nước sạch, không khí sạch, dàn sạch. Chứ còn mà nước dơ bẩn, hoặc là nước mà phèn, rồi không khí không được trong lành, dàn lại dơ nữa thì thua. Thay giá thể, cây lan nó sẽ rất là khỏe, nếu mà đạt tiêu chí sạch. Còn nếu mà không đạt tiêu chí sạch thì thay xong phát cây lan sẽ chết luôn nhé các bạn. Cây lan chết luôn, hoặc lụi luôn, hoặc thối luôn nha. Đấy, chứ không phải là cứ thay là tốt đâu. Có khi không thay ấy, thì cây lan nó còn sống, thay xong cái nó tổn thương, nó chết. Từ cái vết rách, vết gãy, vết gập, vết xước, vết dập, nó sẽ nhiễm nấm và khuẩn vào rồi chết thôi. Cho nên là không phải là cứ thay là tốt. Và nếu mà các bạn triển khai theo kỹ thuật của tôi thì nhớ là phải triển khai theo quy trình, chứ không phải là làm theo kiểu từng chiêu một nhé. Và ví dụ như tôi bón Ben01 vào mà các bạn không chú ý gấp từng viên Ben đặt vào từng vị trí để né cái rễ ra mà cứ thế giải bừa vào, giải coi như là nó chen chèn lên cái bộ rễ thì hư hết rễ, rồi lúc đấy các bạn lại mang vốn tôi thì thua. Rồi ví dụ như tôi nói là các bạn phải tưới thật là đẫm để xả phân, lần nào tưới cũng phải đẫm. Ví dụ như ở đây trong dàn tôi tưới 20 đến 30 phút một lần, nước chảy ròng 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 ra khỏi chậu luôn. Mà các bạn chỉ tưới có 5 phút thôi, đủ ẩm thôi, thì cây lan các bạn sẽ bị thừa phân, bội thực. Rồi lan nó lăn ra nó chết, rồi lại mắng vốn tôi là không, tôi không chịu trách nhiệm đâu nha. Đấy. Hy vọng là quý vị và các bạn năm mới có nhiều tác phẩm đẹp và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, 5 rưỡi rồi, 5 rưỡi chiều rồi, tôi phải đi nấu cơm đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau. Cuối clip mời các bạn ngắm cây châu như lưỡi bệt một chút. Khó căn nét quá nhỉ. Có vấn đề gì về kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ với tôi qua Zalo nhé. Đây là nick Facebook của tôi, Nguyễn Ngọc Hà Hoa Lan TV. Số điện thoại Zalo là 0963133117. Facebook của tôi chủ yếu để viết bài chia sẻ về kỹ thuật trồng và chăm sóc lan. Đấy, viết những cái bài về kinh nghiệm trồng lan, dùng phân, dùng thuốc vân vân. Còn ví dụ như là các cái giao dịch, các cái tư vấn cụ thể hơn, những cái cuộc gặp gỡ giao lưu vân vân, thì các bạn liên hệ với tôi qua Zalo
Zalo thì có thể là full rồi, không không kết bạn được nữa nhưng vẫn nhắn tin được các bạn ạ. Các bạn cứ nhắn tin cho tôi vào đây, tôi sẽ trả lời, hoặc là muốn sưu tầm giống thì cứ nhắn vào đây cho tôi nhé. 0963133117. Xin được hẹn gặp lại quý vị.